Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khách mời trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Và đồng hành cùng với Ngọc Minh trong chương trình ngày hôm nay, cho phép Ngọc Minh xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, ông Hà Văn Tiến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào biên tập viên Ngọc Minh, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng. Trước khi vào nội dung trao đổi với ông Hà Văn Tiến thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh có trong video clip sau đây. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại tỉnh Bắc Cạn, tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 09 ngày 3 tháng 8 năm 2021 về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thể hiện sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ trong công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số của Đảng bộ tỉnh. Xin được đến với phần trao đổi với ông Hà Văn Tiến ạ. Chuyển đổi số thì là cái cụm từ mà chắc chắn là được một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trên nhiều phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây, và tỉnh Bắc Cạn thì cũng đã và đang vận động trên cuộc hành trình số này. Ông Tiến thân mến, ông có thể chia sẻ với quý vị khán giả để biết rõ hơn về khái niệm chính xác về chuyển đổi số để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về cụm từ này không ạ? Với thời lượng của chương trình thì chúng tôi có thể nói ngắn gọn lại là chuyển đổi số là một cái quá trình chuyển đổi tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc và phương thức tổ chức sản xuất của mỗi cá nhân tổ chức. Đã. Ở đây tôi phải nhấn mạnh hai điều là tổng thể. Tổng thể thì là tổng thể từ trung ương đến địa phương, đến tất cả các cơ quan, các cấp, các ngành, không rồi đến toàn thể nhân dân, chứ không nói riêng một cơ quan, đơn vị, địa phương nào. Thế còn toàn diện ở đây thì nó sẽ phải được chuyển đổi trên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đến đời sống dân sinh. Và chương trình chuyển đổi số thì sẽ xác định có 3 cái trụ cột. Trụ cột thứ nhất là chuyển đổi số trong chính quyền, chính phủ, chính quyền. Trụ cột thứ hai đó là kinh tế số. Và cái trụ cột thứ ba đó là xã hội số. Ở đây tôi cũng sẽ nói thêm một chút để chúng ta tránh nhầm khái niệm. Đó là một số người thì hay nhầm cái khái niệm là số hóa và chuyển đổi số. Vâng, đúng ạ. Về số hóa ấy, thì chúng ta chuyển toàn bộ các cái dữ liệu của đời sống thực thành dữ liệu số. Vâng. Thế còn chuyển đổi số ở đây ấy, là phải sử dụng những cái dữ liệu số mà đã được số hóa này bằng các công nghệ hiện đại như là dữ liệu lớn, như là trí tuệ nhân tạo, như là điện toán đám mây, để tính toán đưa ra các cái số liệu để phục vụ cuộc sống cũng như là tổ chức sản xuất. Vậy thì tỉnh Bắc Cạn của chúng ta thì đã có những cái chỉ đạo cụ thể như thế nào về cái việc chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi số ạ? Tháng 8 năm 2021 thì tỉnh ủy Bắc Cạn đã ban hành chỉ thị số 09 về định hướng chỉ đạo cái công tác chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030. Trong chỉ thị này ấy, thì tỉnh ủy có chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyển đổi số, chỉ đạo đảng đoàn, hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, chỉ đạo ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh xây dựng và phê duyệt cái đề án tổng thể về chuyển đổi số của tỉnh Bắc Cạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Thì phải nói là như vậy là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo đã rất sát sao và có cái nhìn tổng thể rồi. Hiện nay thì Sở Thông tin Truyền thông đang chủ trì phối hợp với lại đơn vị tư vấn để hoàn thiện đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Cạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030, và sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 3. Vâng, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh và sự nỗ lực của các sở ngành địa phương, đặc biệt là phía Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, thì Bắc Cạn cũng đã có những bước tiến chủ động bám chắc trên hành trình chuyển đổi số
Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Hà Văn Tiến và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tháng 3 năm 2021, Trung tâm Điều hành Thông minh IoC Bắc Cạn đã chính thức đi vào vận hành. Trung tâm IoC Bắc Cạn đã được xây dựng dựa trên hệ thống phần mềm lõi vận hành, được chuyển hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản cho các phần hệ, gồm hệ thống điều hành chỉ tiêu, sản xuất phát triển kinh tế xã hội, hệ thống điều hành chỉ tiêu ngân sách, hệ thống điều hành y tế giáo dục, hệ thống tương tác chính quyền người dân, giám sát camera giao thông, hành chính công, văn bản điện, đất đai, môi trường, hệ thống lắng nghe mạng xã hội. Thông qua trung tâm điều hành thông minh này thì giúp cho lãnh đạo ủy ban tỉnh có thể nắm được những cái thông tin về kinh tế xã hội, về y tế giáo dục một cách tổng quan nhất, sẽ dự đoán được trước một số những cái kịch bản trong tương lai. Để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đến nay mạng lưới viễn thông đã được đầu tư kết nối thông suốt 3 cấp. 100% xã phường thị trấn được phủ sóng di động 3G, 4G. Quang Hóa 100% hạ tầng đường truyền tới các cơ quan đơn vị địa phương. 100% cơ quan đơn vị địa phương được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và được chuyển hóa kết nối giám sát 4 cấp hành chính. Mật độ thuê bao Internet đạt 62 thuê bao trên 100 dân. Nói chung là rất nhiều tiện lợi. Bây giờ đang dịch bệnh thế này thì mình có điện thoại thì tra nó dễ hơn. Ở đâu mình cũng biết. Được Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ từ năm 2019, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh được đưa vào khai thác với 3 trên 13 dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu được quan tâm xây dựng, tạo thuận lợi cho cán bộ phụ trách chuyên môn cũng như người dân doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được mở rộng đến 108 xã phường thị trấn. Qua đó đã kết nối đảm bảo thông suốt hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh đến huyện và đến tất cả các xã thị trấn. Hệ thống một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được thực hiện ở 132 đơn vị. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những giải pháp về công nghệ, thông tin như dạy học trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đã giúp duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Thưa quý vị, được biết là năm 2020, tỉnh Bắc Cạn đã chọn xã Vi Hương, huyện Bạch Thông để thử nghiệm chuyển đổi số. Kết thúc giai đoạn 1 thì xã Vi Hương đã được đầu tư về hạ tầng, được đào tạo tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức xã và hỗ trợ cho hợp tác xã địa phương quảng bá, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Đến giai đoạn 2 khi mà đã ở vị trí chủ thể thì có thể nói là Vi Hương thì lại thể hiện sự chậm trễ, lũng túng trong việc triển khai. Thưa ông Hà Văn Tiến, ông có thể trao đổi thêm về cái việc là tình trạng này thì có nguyên nhân từ đâu không ạ? Phải khẳng định là giai đoạn 1 thì Vi Hương là xã có cái sự thành công lớn nhất trong 7 xã toàn quốc trong chuyển đổi số. Vâng. Kết thúc giai đoạn 1 thì Sở Thông tin Truyền thông có chuyển cái sự chủ trì, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện về cho cấp ủy chính quyền xã Vi Hương. Trên cơ sở là Sở sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật, về mặt tư vấn. Chúng tôi thấy cái trụ cột về kinh tế số là vẫn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên thì về xây dựng chính quyền số và xã hội số với một số các cái mục tiêu xác định rất cụ thể cho giai đoạn 2 thì hiện nay xã tỏ ra lúng túng. Nguyên nhân ở đây thì chúng tôi cho là nhu cầu tự thân của cấp ủy chính quyền nó chưa có. Nên là giai đoạn 1 thì có sự hỗ trợ thì có thể triển khai được một số việc. Nhưng giai đoạn 2 vì cái nhu cầu tự thân phải chuyển đổi nó chưa có nên là một số các cái đầu tư của giai đoạn 1 thậm chí còn không triển khai được. Và để khắc phục tình trạng này thì không biết rằng là trong thời gian tới thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có những cái giải pháp nào để cái công cuộc chuyển đổi số của Bắc Cạn chúng ta sẽ diễn ra nó đúng theo lộ trình. Sở Thông tin Truyền thông thì nghĩ là khó khăn lớn nhất trong chuyển đổi số tức là thay đổi thói quen. Nguồn gốc là như vậy. Vâng. Chúng ta đang sống ở đời sống thực này rất nhiều thế kỷ rồi. Vâng. Và nó tạo nên một cái thói quen của nhiều đời nay về cái hoạt động của đời sống thực rồi. Như vậy thì để muốn chuyển lên môi trường số, muốn chuyển đổi số được ấy, thì chúng ta phải thay đổi thói quen bằng cách là trước tiên thay đổi nhận thức. Đối với người dân ấy thì họ sẽ tiếp cận và sử dụng những công nghệ số được nhà nước rồi được xã hội cung cấp. Nhưng mà đối với một tổ chức ấy, thì vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng.
người đứng đầu có quyết tâm làm không? Ở đây câu chuyện là dám hay không dám, có quyết tâm làm không và làm có quyết liệt, có đến nơi đến chốn không. Chính vì vậy nên là ngoài việc tuyên truyền chung thì trong thời gian tới chúng ta sẽ phải tập trung vào cái nhóm đối tượng là lãnh đạo cấp ủy chính quyền, vâng, người đứng đầu các cơ quan địa phương đơn vị, để những người này chính là đầu tàu dẫn dắt cái quá trình chuyển đổi số. Vâng. Một vấn đề nữa đó là chuyển đổi số là vấn đề nhận thức chứ không phải là công nghệ. Giai đoạn mà chúng ta xây dựng chính phủ điện tử ấy, thì chúng ta sử dụng công nghệ để tối ưu hóa cái quy trình của các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thôi. Nhưng mà chuyển đổi số thì nó không hẳn như thế. Chuyển đổi số thậm chí nó làm thay đổi hẳn các cái quy trình ấy đi. Để ví dụ nhà nước xây dựng chính quyền số ấy, thì là cung cấp những cái dịch vụ mới. Ví dụ sau này chúng ta cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp thì cung cấp trên thiết bị di động. À, vâng. Thế rồi cung cấp các cái nền tảng để người dân thanh toán không dùng tiền mặt. À, vâng. Đây là những vấn đề nó thuộc về tư duy, thuộc về nhận thức. Chứ công nghệ thì luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng. Vâng. Chính vì vậy mà chuyển đổi số ở đây phải có thể nói là cuộc cách mạng về tư duy, về nhận thức, về thể chế, về chính sách. Và nó phải là cuộc cách mạng toàn dân. Vấn đề thứ ba là chuyển đổi số thì không đợi cái đề án như lúc phần đầu tôi nói đâu. Vâng. Mà phải chuyển đổi ngay. Tôi nói ví dụ như là giai đoạn vừa rồi dịch Covid bùng phát rất là khó khăn cho việc tổ chức dạy và học của ngành giáo dục. Thì câu chuyện chuyển đổi số phải là làm ngay cái câu chuyện tổ chức học, dạy và học online. Tiếp đến ý, thì những cái dịch vụ gì mà nhà nước hoặc là tổ chức doanh nghiệp thấy là khi làm nó mang lại lợi ích tốt hơn thì phải triển khai, như câu chuyện tôi vừa nói về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động. Vâng. Thì còn xa hơn nữa thì chúng ta sẽ phải bám vào cái đề án tổng thể để mỗi cơ quan địa phương đơn vị cơ sở triển khai thực hiện cho nó có lộ trình, cho nó đúng hướng. Kính thưa quý vị, trên hành trình chuyển đổi số, tỉnh Bắc Cạn đã xác định mục tiêu là đến năm 2025, chuyển đổi số góp phần thúc đẩy tỉnh lên một tầm cao mới, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát triển kinh tế số và xã hội số, công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực đột phá. Tỉnh nằm trong nhóm trung bình của cả nước về chuyển đổi số. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi hình ảnh có trong phóng sự sau đây. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Đảng, Chính phủ xác định xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Do đó, thời gian tới cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với sự chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy và cách nghĩ cách làm. Năm 2022, tỉnh Bắc Cạn xác định là năm quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Cần tạo nhiều đột phá nên tỉnh đã xác định những mục tiêu cụ thể. Năm 2022 thì tỉnh Bắc Cạn xây dựng cái nền tảng tích hợp dữ liệu LGFP để kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu của các ngành, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đã triển khai, thực hiện số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực, là tiếp tục thực hiện và phát triển các hoạt động trực tuyến, là tiếp tục cung cấp dịch vụ công mức độ cao cho người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên chức và người dân cũng như doanh nghiệp. Đặc biệt năm 2022 thì tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã họp phiên thứ nhất. Ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh năm 2022, dự thảo đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, dự thảo danh mục nhiệm vụ ưu tiên về chuyển đổi số của tỉnh năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng như đề án tổng thể về chuyển đổi số của tỉnh cần làm rõ hơn mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2022-2025 với tỷ trọng cụ thể từng nội dung chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, có cơ chế khuyến khích đối với các doanh nghiệp tích cực sử dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số không sử dụng tiền mặt.
Thưa quý vị, như vậy là cùng với sự quyết tâm của tỉnh, sự nỗ lực của ngành chuyên môn, thì sự đồng hành của người dân từ thay đổi nhận thức và hành động trong hành trình chuyển đổi số là vô cùng quan trọng. Và cũng như ông Hoài Văn Tiến cũng đã gửi gắm rằng là với những kết quả, những cái tiền đề mà chúng ta đã đạt được, thì tỉnh Bắc Cạn của chúng ta sẽ tiếp tục chuyển động và tiến lên trên hành trình chuyển đổi số. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Hoài Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có những trao đổi trong chương trình Khách mời trường quay ngày hôm nay của chúng tôi. Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.